Ok, thuật toán thì cái bài hôm nay khá là quan trọng á. Thì chắc là mọi người ở đâu đó rồi, chắc hồi cấp 2 cũng từng học qua, hay cấp 3 thì học qua lập trình Pascal đúng không? Thì khi mà học cái đó thì nó sẽ có liên quan đến phần lưu đồ toán. Thì mình phải nói là lưu đồ toán là cái gì đã, thì nó chỉ là một cái lưu đồ để mô tả lại toàn bộ cái quá trình xử lý hệ thống và cái kiểm tra tính khả thi của cái hướng mà mình chạy ấy, có đúng hay chưa đó. Rồi sau đó nữa thì nó giúp cho người lập trình á viết cái một chương trình nhanh chóng hơn, và mình có thể hiểu rõ luật sinh lý mà không cần phải biết nhất về lập trình đó. Thì thuật toán này nó không chỉ ứng dụng cho lập trình mà còn ứng dụng ở bên nhiều lĩnh vực khác như là xây dựng này, điện tử này. Đấy, thì nó sẽ liên quan đến về nhiều cái đó. Thì tại sao mình cần phải học nó, thì nó là kiểu như là tối ưu thuật toán, giúp mình tối ưu cái bài toán của mình á, giải ví dụ hướng này nhanh hay cái kia nhanh hoặc là chậm gì đó, và nó tối ưu cái tốc độ của cái bài toán nó chạy ra sao, và mình hiểu được cái luật xử lý đó. Thì học cái này không cần yêu cầu về kiến thức của lập trình, chỉ cần mình hiểu rõ cái phần logic của nó thôi đó. Thì nó ngắn gọn thôi chứ thật ra không có nhiều đâu. Thì về cái mặt ký hiệu á để của cái lưu đồ toán như để nó chạy á, thì mọi người cần nhớ dưới đây đủ xài rồi đó. Thì cái hàng số 1 này nè, cái hàng hình tròn ấy, thì nó sẽ là cái nơi mà bắt đầu chương trình đúng không. Thì một chương trình luôn luôn sẽ có hai kiểu là bắt đầu và kết thúc đó. Thì ở cái hình thoi á thì nó chỉ là cái điều kiện if else á, lựa chọn của mình. Ví dụ như mà nếu như mà cái đó thì đúng thì sẽ làm tiếp cái phần bên dưới, còn nếu như sai nó sẽ nhảy qua phần khác nó làm tiếp. Và cái hình thoi này chỉ là chỉ để cho mình kiểm tra điều kiện thôi đó. Còn cái hàng này là luồng xử lý, cái mũi tên này nè, ví dụ như khi mà mình if else rồi á, mình ghi cái hình thoi nè đó, thì khi mà đúng á thì mình sẽ nhảy qua cái nhánh kia mình làm tiếp. Thì một chương trình đúng không, thì nó sẽ luôn có theo mình nha, chương trình nó sẽ có ba hướng nha, lộn ba cái ba cái gì quên tên rồi, ba cái cơ bản như này nha, là bao gồm một chương trình đúng không, sẽ luôn có đầu vào và đầu ra đúng không, ở giữa sẽ là luồng xử lý của nó đó. Thì lập trình cũng như vậy, ví dụ như mình cho một bài toán đi, thì mình sẽ nhập cái số đầu vào là bao nhiêu mà mình mong muốn đầu ra. Thì ở cái khúc mà đó người ta gọi là input và output, và khúc ở giữa người ta gọi là process, là xử lý đó. Thì trong cái lưu đồ toán nó cũng dựa theo trên đó mình làm như vậy. Thì cái hình thoi ấy thì nó sẽ là cái nơi mà để mình nhập dữ liệu vào ha. Còn cái hình chữ nhật này nè sẽ là cái nơi để mình xuất dữ liệu ra. Và cái hình này, cái hình chữ nhật mà nó kiểu như hình bình thành á, xuất ra nha. Còn cái hình chữ nhật ấy mà nó có hình chữ nhật không á, thì nó sẽ là nơi xử lý logic của mình trong đó đó. Còn cái hàng giống mũi tên này nè là cái nơi để trả về giá trị cho cái bài toán đó là gì. Còn cái số 8 thì mọi người không cần phải nhớ đâu, nhớ từ 1 đến 7 thôi được rồi ha. Đó thì hôm nay á mình chỉ là thực hành về cái này thôi, thì nó chỉ là một liên quan một bài toán của cấp 3 đồ, cấp số cộng rồi á đó. Ở đây có một ví dụ thực tế mọi người coi nè. Thì trong cái ví dụ thực tế này ứng dụng trong cái hàng gì nhỉ, cái hàng thang thang máy á, trong điện tử thang máy á đó. Thì đầu tiên đúng không, thì bắt đầu nó sẽ khởi động cái hệ thống ở đây ha. Thì sau đó nó đến cái hệ thống nó đang dần đúng không đó, sau nó kiểm tra điều kiện. Nếu như mà cái hệ thống này mà có y y không hai mà bằng một ấy, thì nó sẽ nhảy xuống kết thúc luôn chương trình đó. Còn nếu như mà 10 nó đọc y không nhân hai bằng không á, đúng á, ơi kìa anh đúng á, thì nó sẽ nhảy xuống cái chế độ nâng lên này là hạng mấy nha. Khi mà đúng ấy, thì nó sẽ nhảy xuống đây nó làm tiếp. Ok,
cái thang máy sẽ nâng lên, ví dụ như tầng thang máy của mình đi, mình ở tầng 1 đúng không, mình nhảy lên tầng 4 và tầng 5 đó, thì trong khi mà bốn người vào thì bốn người đi bốn tầng khác nhau đó, ví dụ ba người đi đến tầng 5 và một người đi đến tầng số 2 đó, thì toán sẽ chạy như sau ha. Nó sẽ chạy trên đến cái người nào ứng đầu tiên á thì nó sẽ đi lên tầng ở trước và tôi xuống tầng ở sau. Như là mình đi ba người đó thì họ lên tầng 5 nhưng mà họ ứng sau cùng, và cái người người còn lại thì họ nhấn lại tầng 2, thì cái nó sẽ ưu tiên nó đi đến tầng 2 trước. Nếu tầng 2 đúng á thì nó sẽ nhảy lên tầng 2 đúng, nó sẽ lên tầng 2, còn nếu false nó sẽ đi lên tầng 5. Thì như vậy thôi, if else đó. Cái này một cái ví dụ khá thực tế ở mấy cái ứng dụng của lĩnh vực khác. Ngoài ra thì nó giúp mình hiểu rõ cái luồng xử lý của cái hệ thống nó ra sao, và nó có logic hay không, và nó có tối ưu hay không đó. Như vậy thôi. Vậy còn ứng dụng cho lập trình nó sẽ như sau ha. Một cái bài toán nhỏ nhỏ ở đây, tìm số lớn nhất trong ba số đó. Nó sẽ bắt đầu một chương trình lúc nào cũng vậy ha, sẽ có bắt đầu kết thúc, và cuối cùng nó sẽ là kết thúc đây. Còn khúc ở giữa này người ta gọi là process, là luồng xử lý logic. Thì đầu tiên thì mình phải nhập ba số đúng không? Nếu như mà mọi người biết số đứng trong ba số là sao không? Mọi người bật mic lên nào. Hello. Hello. Nó yên thế gì ta? Nghe không rõ anh ơi. Ôi nè. Cái gì ba số vậy anh? Tìm số lớn nhất trong ba số ấy. Cái này đã rõ rồi chưa? Rồi. À, chém cái mic của mình vô đây trời. Để mình nói là mọi người kêu mà thấy có vấn đề bật mic lên nói, mà sao không bật lên, tiếng nhắn nhắn không có động đâu. Đó, để nói lại nha. Đó thì khúc này mình sẽ thì lưu là thuật toán á, ở trong nó người ta gọi nó là PLC, nghĩa là lưu đồ thuật toán. Nó chỉ là một cái sơ đồ mô tả lại cho toàn bộ cái quá trình xử lý của một cái hệ thống điều khiển. Thì cái sơ đồ này giúp người lập trình á kiểm tra cái tính khả thi của cái việc lập trình nó đúng hay chưa, và đưa ra cái giải thuật để giúp một cái chương trình đó cách nhanh chóng và hiệu quả đó. Thì cái một cái quá trình nào cũng vậy, thì nó sẽ có cái bước xử lý tuần tự và thích hợp khi mà cái lưu đồ thuật toán này nó đã thiết kế cho cái chương trình đó, và các bước kỹ thuật em thực hiện theo một cái trình tự là logic và đơn giản nhất đó. Một lưu lưu đồ thuật toán như này là nó phải viết được nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà nó tùy vào cái sự hành hạ của người lập trình để lựa chọn ngôn ngữ ha. Như nãy mình đã nói thì nó cũng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau ấy, có thể xài được rất là nhiều. Mọi người học về đồ họa mọi người vẫn có thể xài được nó, học bên kinh doanh cũng xài được luôn đó. Nó hay là hai chỗ đó đó. Thì tại sao thường phải học nó đúng không? Như cái thằng why nó cũng giống như thằng what thôi, nó không có khác gì nhiều. What là khái niệm, còn why là tại sao phải dùng đúng không? Thì lý do đầu tiên á mình cần phải dùng nó là do đó, nó có thể tối ưu giúp mình tối ưu được cái thuật toán đó. Thứ hai là tối ưu được cái tốc độ xử lý của cái đoạn mã đó, để có giúp cái chương trình nó xử lý một cách nhanh hơn. Và đặc biệt là các bạn mà học bên backend, mọi người phải nắm vững cái tốc độ nha, tại vì ở phía xử lý dữ liệu tốc độ quan trọng lắm đó. Thì mình phải được hiểu được cái luồng xử lý của nó nữa đó. Thì lập trình thì có thể là phải học bắt buộc phải học cái này đúng không, nhưng mà cái lĩnh vực khác thì họ không cần, và cái đó là ưu điểm của nó, là mình không cần phải học về kiến thức về lập trình. Thì cái phần này á nó giúp mình hiểu rõ cái luồng xử lý logic hơn. Còn về ký tự trong đây thì đầu tiên á, cái hàng một chương trình lúc nào cũng vậy đúng không, nó sẽ có hai, nó sẽ có là bắt đầu kết thúc. Thì mình ghi nha, phát lên input, output, process chứ, output. Chương trình nó sẽ có hai ba ba cái này, input là đầu vào và output là đầu ra. Input là họ nhập vào cái gì mà họ mong muốn nó ra cái gì, là
đó là ý của khách hàng. Còn concept của mình là người lập trình, mình phải xử lý cái đoạn này là mình phải xử lý làm sao á mà cho cái kết quả nó ra đúng như cái người họ sử dụng mong muốn à, như vậy đó. Thì khách hàng họ không quan tâm cái khúc ở giữa đó, họ không quan tâm vào cái hàng tổ chức, họ chỉ quan tâm vào output và cái input thôi, nhập gì ra đấy đó. Thì cái hình thoi như này nè, đây người ta gọi là cái điều kiện rẽ nhánh là sự lựa chọn. Ví dụ như không muốn chọn số 1 thì chọn số 2 đúng không, mà cái điều kiện số 2 nó lại sai thì nhảy qua điều kiện số 3 mình lại làm tiếp vậy thôi. Còn cái dấu mũi tên này nè, cái này là luồng xử lý, là kết nối giữa các điều kiện lại với nhau, kết nối mấy cái ký hiệu lại nè. Ha, hình thoi này là chỉ nhập thôi, còn cái hình hình bình hành này là chỉ xuất dữ liệu ra, đầu vào và đầu ra. Còn cái hàng hình vuông này nó sẽ là cái nơi mà để mình xử lý logic bên trong đó và tính toán và gán vậy ha. Thì đây một cái ví dụ tế về lập trình trong cái hệ thống của hang máy. Thì đầu tiên thì nó sẽ có gì nhỉ, nó sẽ bắt đầu đúng không, bắt đầu mình chạy khởi tạo chương trình đó và khởi tạo cái hệ thống này. Ở ví dụ như hang máy đang dừng từ tầng 2 thì nhưng mà đang dừng mà ở tầng 1 á thì nó sẽ dừng lại, hoặc là đúng cái điểm nào mà mình cần dừng thì sẽ dừng đó. Còn nhưng mà họ vào hang máy rồi họ bấm lên tầng 3 thì nó sẽ chạy, nếu tầng 3 không đúng theo ý của nó thì nó sẽ lên tầng 4 kiểm tra điều kiện tiếp theo thôi đó. Như vậy thôi. Còn ở đây là bên trong ví dụ lập trình tìm số lớn nhất trong 3 số đó, thì mình sẽ có đầu vào và nhập vào ba số, ví dụ như ABC đúng không, nhập A bằng 10, B bằng 2, C bằng 20, thì số lớn nhất trong ba số thì nó sẽ là 20 đó. Nhưng mà máy nó không có hiểu, mình phải gán, mình phải làm trong lập trình á thì mình phải xử lý lại đó, mình chỉ cho một số lớn nhất trong ba số đó, nếu như mà hai số còn lại mình lớn hơn số đầu đó, một cái số cuối cùng nó lớn hơn, lại lớn hơn cái số thứ hai nữa, thì cái số đó nhất là số C hoặc là số B đó, như vậy. Còn không á thì nó sẽ là số A đó. Ví dụ như ở đây bài toán của mình đặt ra, mình sẽ gán nó là max bằng A đúng không đó, thì khi mà B này nè nó lớn hơn max này mà đúng thì max bằng B, và nó sẽ so sánh lần nữa là nó so sánh với C. Ở nếu như mà C mà lớn hơn max này á thì max sẽ bằng C, và nên hiểu cái số max này ha, là kết thúc chương trình. À, còn nếu nó sai thì sao? Nó sai nó nhảy xuống, nó so sánh tiếp là C này có lớn hơn max hay không. Mà C mà không lớn hơn max thì nó hiển thị max là số A. À, như vậy thôi. À, rồi. Thì ở đây có một số bài tập cho mọi người làm chơi nè. À, hướng dẫn nha. Ok, để xíu. Cái share toàn bộ màn hình nhé. Cái mọi người chậm tính quá vậy. Trời ơi. Hiểu anh ơi, hiểu. Hiểu đúng không? Hy vọng không giảng không bị lan man. Đáng sợ quá. Ấy để có hỏi mà làm được cái thuật toán này nè thì chỉ với mọi người một cái gì ta? Cái của trang web để mà mọi người có thể luyện nó. Thật ra cái trang này nó làm rất là nhiều cái nha. Đây, người ta gọi mọi người truy cập vào cái trang raw.io này nè ha, mọi người truy cập vào đây thực hành luôn đó. Đây là cái trang mà nó giúp mình vẽ cái logic thuật toán. Đó, nhưng mà nó không chỉ dừng ở thuật toán, nó làm ở rất là nhiều lĩnh vực khác như là marketing nè, content nè, UI, đồ họa rồi đó, nó có thể làm nhiều cái lắm, không phải là riêng về lập trình không. Mà cái này khá là dễ sử dụng. Đó, mọi người bấm vào tạo thôi. Ví dụ mọi người đây là flowchart nha, chọn cái này nha. Mà không thì chọn rỗng ấy, tự mình dựng lên. Okay. Mọi người chọn về hình ảnh là PNG nha. Còn mấy thằng này nó sẽ ra một cái dạng file khác, HTML, XML á, nó ra mấy cái hình dạng của web. Và SVG, SVL á, nó sẽ ra cái
cái icon. Nhưng mình chọn PNG ra hình ảnh nó dễ xử lý. Ok. Ví dụ mình chọn document cái này mình lưu lại đi. Ví dụ như là quyền một này. Đó. Bài toán của mình đúng không? Bây giờ đặt ra như này nè để mà nốt lại cho mọi người ha. Đó, tính tổng cấp số cộng đúng không? Cái này ở lớp 11 học rồi đúng không? Đó. Thì cấp số cộng là sao khi mà điều kiện nó lặp lại thì ta kiểu như là tới số n ấy. Đó, thì ví dụ như ở đây ha, bây giờ mình bắt đầu đúng không, mình sẽ có một cái này bắt đầu start ở đây nè. À. Thì tiếp theo mình có nhập đúng không, nhập vào số. Đó. Nhập số n đúng không, và output là mình muốn ví dụ bây giờ không quên output mình quên rồi ta. Đó, suy nghĩ như này. Dù nhập bằng năm đúng không? Mình sẽ suy nghĩ ra output ở đây đúng không? Ok, giờ có đầu vào rồi nè, mình có đầu ra rồi nè. Ha, giờ mình sẽ xử lý cái khúc giữa. Như mọi người đã chỉ mọi người đó thì khúc này mình sẽ có mũi tên ở đây. Ok. Đó, chạy xuống đây ha. Đó, nhập vào số n ở đây. Đó, như vậy. Thì tiếp theo á, để mà xử lý ví dụ như mọi người nhập vào ví dụ nhập bằng năm đúng không? Ví dụ như cấp số cộng này, mình tính cho n bằng 5 thì suy ra s5 thì nó sẽ bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 đúng không? Ấy thì khi mà làm như này nó sẽ lặp lại các số như này. Thì bước 1 nè. Nhập n bằng 5. Cái bước 2 của chương trình nó sẽ chạy như sau. Thì nó sẽ gán s, nó sẽ gán cái biến tổng ra, gán tổng bằng không đúng không? Tại vì trong lập trình á, cái một cái biến mình không gán cái số đó cho nó đó, sẽ cái biến đó là biến string, kiểu string á, nên không có thể cộng được, thì cho nó bằng không đúng không? Ok, bước 3 thì sao ạ? Thì nó sẽ chạy, nó lặp lại từ không cho đến 5. Đó. Và nó kiểm tra điều kiện. Trong cái lập này nó sẽ kiểm tra các điều kiện lại. Đó. Điều kiện á thì s này có thể là lớn hơn hoặc bằng 0. Đó. 5. À, nếu như mà nếu như cái vòng lặp mà lớn hơn 5 á thì nó thì sẽ break. Đây còn bước 6 in ra màn hình. Nhớ như này. Còn nếu như mà vòng và ngược lại tại bước 5 này nha, nếu mà ngược lại á nó sẽ quay lại bước 3. Nó sẽ chạy như này. Ok, giờ mình hiểu cái luật xử lý của nó rồi ha, mình sẽ chạy như sau. Thì mình sẽ có một cái biến xử lý logic ở đây. Ok. Nhé. Nhập số n vòng lặp đúng không? Thì ở đây sẽ có một cái biến như sau. Hình vuông
S bằng 0 đúng không? Đấy, như mình làm lại, biến S bằng 0 này. Đó, lặp lại. Ok. Thì xong rồi nó sẽ xử lý cái logic ở đây nè. Chạy tới đây đúng không? Sau đó nó sẽ lặp lại khúc này. Ở kiểm tra điều kiện ví như là mình cho nó một nguyên y đi ha, y bằng 0. Ở đây. Và cái biến y nữa. Đó, nó chạy xuống. Ok. Cái hình à, thôi chắc mọi người biết rồi. Đó là xử lý. À, thì cái biến y này đúng không, nó sẽ bé hơn bằng 5. À, nhưng mà đúng á thì nó sẽ in ra hàng này trong khi nó còn bé hơn bằng 5 á, thì nó sẽ chạy ngược lại cái hàng for, nó sẽ gán cho hàng này nha. Đúng. Nó sẽ quay lại hàng này, mình đã tăng lên luôn, tăng lên một giá trị nha, tăng một giá trị ha. À, còn nếu mà đây là đặt trường hợp là đúng nha, đúng. Còn nếu mà sai á, sai nó sẽ nhảy qua cái hàng này luôn. Sai nó sẽ bắt đầu nó in ra màn hình cái con số output này. À, đó mọi người hiểu chưa? Nhưng mà cái này sai nha. Vì vượt vượt quá 5. À, bây giờ giải thích cái luồng logic của nó như sau này ha. Khúc này là hiểu cái học toán thôi. À, ví dụ giờ mình nhập n bằng 6 đi. À, khi mà nó chạy á, lần đầu lần một nè, cái s nó sẽ bằng 0 đó, mình dán cho một thêm cái biến này để cho nó tính s bằng 0 và y bằng 0 ha. Ở lần một s bằng 0 bởi vì lần này s sẽ bằng s cộng cho y mà s sẽ bằng 0 rồi. Y cũng bằng 0, 0 cũng không bằng 0 đúng không? Đó, thì lần 1 là bằng 0, lần 2 thì S mới bằng 0 rồi. Nó lại quay là nó tăng lên. Nó tăng cái ở lần 1 nè, biến biến cái biến Y sẽ tăng một giá trị. Ha. Thì là lúc lúc sau là suy ra Y bằng 1. Ok, lần 2 thì do là s bằng s cộng y đúng không? S lúc này đang bằng 0 và y bằng 1. Thì nó sẽ bằng 1. Sau khi làm xong rồi, nó sẽ tăng lên, tăng y thì suy ra khúc này là y sẽ bằng 2. Đó, lần 3 chạy nữa. S sẽ bằng thì lúc này đúng không? Mình đang tính khúc này nè. S sẽ bằng 1, tại vì đã tính rồi, S bằng 1 đúng không? Thì suy ra S sẽ bằng S cộng Y, nhưng sẽ bằng 1 cộng 2. Đó, nhưng sẽ bằng 3 khúc này. Tại vì Y lúc lần 2, chạy lần 2, nó sẽ chạy ra là Y bằng 2, sau đó nó sẽ gán ngược lại cái hàng này nè. Nó gán miếng Y là bằng 2. Đó. Giờ lúc này thì S sẽ bằng à đúng không? Thì tăng y nữa. Tăng cho đến khi nào mà nó vượt qua số 6 thì sẽ ngừng lại.
là chạy lần 4 nè, thì S sẽ bằng 3 cộng cho 3 cộng cho 3 đúng không, là bằng 6. Đó thì suy ra thì S bằng 6 và Y sẽ bằng 4. Đó thì chạy lần 4 nè, lần 5 nữa. S sẽ bằng 6 và cho 6 cộng 4 bằng 10. Chạy đến lần 6 đúng không? Thì lần 6 lần lúc này thì S đang bằng 10. S bằng 10. Suy ra S sẽ bằng 10 cộng cho 5 thì bằng 15 đúng không? Tới khúc này nè, lần 7. À, thì lúc này là S đang bằng 15. Suy ra này S sẽ bằng 10. Rồi khúc này quên nốt lại. Thì lúc này nó sẽ là 6. Tại vì điều kiện của mình đó là y sẽ luôn luôn bé hơn bằng 6 đúng không? Nên như vậy cho đến khi nào mà nó bằng thứ 6 thì thôi, và lớn thứ 6 nó sẽ hủy. À, nó sẽ cộng lại cho cái số 6 này và nó sẽ bằng ok. 21. Suy ra thì lúc này y đang bằng 7 rồi. Và đó, lúc này sẽ bằng 21 đúng không? Thì lần 8 này S này là 15, 21 thì mà câu lúc này phải nói đúng hơn là y bằng 7 mà lớn hơn hoặc bằng 6 thì nó này nó sai rồi, nó sai thì nó sẽ ngừng cái vòng lặp và nó và in cho mình thành. Rồi hiểu chưa? Hiểu rồi anh. Ok. Cái này giống Pascal vậy, có gì đâu. Nó, thì cái luồng xử lý lập trình đó, thì nó sẽ như vậy, nó không có khác gì hết Dạ. á. Nhưng mà do cái thuật toán mọi người mới học lần đầu rồi nè, nên là nhiều khi không hiểu rõ nên phải viết bằng lời vậy nè cho nó dễ hiểu nè. Còn cho lập trình thì nó sẽ như thế này. Để xíu nha, để bật lên cho chạy cho coi nè. Mà cái này thì trường mình á dạy học sơ sơ rồi chứ không có học sâu như mấy cái lĩnh vực khác đâu ha. Đó, thì ví dụ mọi người một cái bài toán trong lập trình thì nó sẽ chạy như sau. Để đi. Này mình viết bằng JavaScript nhé. Thử test chấm okay. Bây giờ sẽ như này. Function test không cần gì đâu. Thì nó hơi bị gì quá. Như mọi người đã chỉ đúng không? Đầu tiên phải gán miếng s bằng không, miếng tổng. Và mình sẽ cho chạy vòng lặp đúng không? Thì cái lập trình á nó sẽ có gì mà không xài hàm á thì nó lại không có đầu vào. Ok, thì function đi. Sum tiếng n ở đây, n đây number ok này phải hủy ok. Nó sẽ chạy như sau nè, đầu tiên là biến sum để bằng không. Sum là kiểu number. Ok. Ok, chạy tiếp nè. Thì trong cái vòng lặp ấy thì trong lập trình nó sẽ có ba vòng lặp là for, while và do while. Đó. Thì cái thằng for này nè, nó sẽ lặp ở số lần quý trước, ví dụ mình lặp tới số 6 thì mình ngừng thì mình biết số 6 rồi, đúng không? Thì mình sẽ dùng nó. Còn cái thằng này nè, nó sẽ lặp vô hạn. Nó sẽ giống như cái thằng do while luôn, nhưng mà thằng này nó kiểm tra điều kiện rồi nó mới làm, còn thằng này nó sẽ làm rồi nó kiểm tra. Thì cái thằng này ứng dụng thực tế hơi bị nhiều, là khi mà mọi người làm cái gửi gửi dữ liệu về SIM á, điện thoại nữa,
Đó, thì ví dụ như cỡ 3 lần thất bại thì nó sẽ hủy, không làm nữa tin nhắn á. Đó, như vậy thì ở đây do mình biết số lần lập trước rồi nên mình sử dụng for ha. Thì ở đây cái biến này sẽ là biến n. Nếu như mà cái biến kiểm tra điều kiện không khỏi cần này. Bằng với y. Ok, xong rồi đó mình return về sum này. Ok, giờ coi đi, kết quả có đúng với cái mà mình mong muốn không nha. Gọi hàm như số 6. Chạy sao ta? Hình như F12 vậy anh. Không, cái này nó không có liên quan cái kia. Chạy. À, quên cài đặt cái environment của nó. Sorry. Được. Nhưng mà muốn run file này sao mất tiêu cái cục đó rồi ta. Quên cài cái này chán thiệt chứ. Thế chạy nè, có mọi người thấy đồ rồi. Ok, chết à. Học cái này Google dữ lắm. đây là điểm vui nhất của Code. À trời ơi, quên lóc ra, trời ơi khổ ghê. Đó, giờ chạy nè, giờ mới ra nè. Đó, sẽ ra 21 nhưng mình tính nãy ha, y nhau luôn. Đó, mọi người đã hiểu chưa? Đó, nó sẽ chạy như này nè. Còn 21. Đó, như mình ghi nãy thôi. Hết rồi đó. Thì mình làm mẫu một bài, mọi người làm mấy bài còn lại nha. Hiểu được cái logic của nó rồi. Hết rồi. Mọi người làm đi nha, hồi nữa khoảng 15 phút nữa thì mọi người show bài lên nhé. Là viết hay là viết cái code anh? Viết cái đồ đồ thuật toán á, không cần viết code. Ok. Ok, rồi biết gì nha, cái này quan trọng lắm á, chứ ở trường nó dạy có ngày một một buổi là xong hết rồi đó. Trường mình dạy giới thiệu thôi chứ không có dạy chuyên sâu đâu.